Chạy, máy chạy. Action. Mở đi ạ. Thái Lan vào. Máy chạy. Giấu dây hết sức có thể. Ban nhạc sẽ có một cái hình ảnh nó hiện đại hơn, là có một cái khác so với cái trước lối rẽ. Cái set đấy thì mọi người có thể nhìn thấy là khi mà xoay ra ở một góc độ nào đấy, ai cũng có thể là một cái thành viên chính. Và nó vừa là một cái ngã tư đường, nó vừa là một cái chỗ mang cái tính gọi là nhiều lối rẽ, nhưng nó cũng là một cái hướng mà đề cao cái tính cá nhân của từng người. Ôi giữ chặt anh em, giữ cái. Anh em giữ đấy nhá. Giữ rung rồi đấy. Cái nào? Máy chạy rồi. Đấy. Bức tường. Anh Hiếu vào hiện trường. Cảnh như là mình thật đấy, để còn camera người ta biết đường đi, đường dây. Đường dây đây, camera biết. Anh em bao ra ngoài cho anh em tập với anh em. Anh không bảo đấy. Chúng tôi chưa có mic rồi à, chúng tôi không nghe gì. Đi tới lối rẽ, ai cũng hay. And action. Máy chạy. Máy đứng yên mà nó chạy đâu. Em chạy. Yeah. Gần này, cái chi tiết đấy. Tôi xong mình 2 tiếng thì em muốn nó rõ nét. Vài lần như thế nữa là quay xuống chân kích này như kiểu hai cái thừng xoắn quẩy. Các anh nhìn đi. Ok. Hai máy được cận qua thì được, còn nếu ở POV thì chỉ bây giờ là hai em trước mà. Này vào làm việc tiếp là máy shot ra thôi. Chuẩn nhất.